Hello, chào mừng anh quay trở lại với channel của Relab, mình là Vy Anh đây. Và như các bạn thấy, trên tay mình đây đang chiếc Samsung Galaxy M20, một sản phẩm đang cực kỳ hot ở bên thị trường Ấn Độ và cũng sẽ về Việt Nam với danh sách là hàng chính hãng. Vậy ngày hôm nay hãy cùng mình đánh giá nhanh sản phẩm này và để xem liệu nó có là bước đầu tiên của Samsung để chiếm thị phần ở phân khúc phổ thông hay không nhé. Bắt đầu video nào. Và nếu các bạn có nhu cầu mua chiếc Galaxy M20, các bạn hoàn toàn để ghé qua trụ cửa hàng của 7S, link mua hàng sẽ để dưới phần mô tả. Và điểm đầu tiên mình đề cập đến đó chính là về thiết kế của sản phẩm. Nhìn chung thiết kế của chiếc Samsung Galaxy M20 trông rất là bình thường, có thể nói là hơi chán một chút. Ở mặt lưng chúng ta sẽ có mặt lưng làm bằng nhựa bóng, rất là dễ bám vân tay. Như đây mình mới cầm trong khoảng từ 10 đến 15 phút thôi mà đã bám vân tay đầy rồi. Hơn nữa máy vẫn được trang bị jack cắm 3.5, cùng với đó là cổng USB Type-C, một điều mà các bạn rất ít khi thấy ở những sản phẩm phân khúc tầm này. Ok, đi điểm tiếp theo. Cái điểm mà mình ghét nhất ấy ở chiếc máy này đó chính là nó rất là cấn. Như các bạn thấy ở đây này, cái khoảng cách giữa thân máy và màn hình nó rất là rộng, rất là dài. Khi bạn cầm máy trong một thời gian nhất định thì sẽ cảm giác rất là cấn tay. Đi điểm thứ hai đó chính là về màn hình của sản phẩm này. Chiếc Samsung Galaxy M20 được trang bị màn hình Full HD Plus 6.3 inch và tấm nền là TFT. Khi nhiều bạn nghe đến tấm nền TFT thì sẽ rất là hoảng đúng không? Bởi vì tấm nền TFT thật sự không tốt chút nào. Và nhất là khi các bạn cầm ngang máy như này này, thì ở những chiếc máy được trang bị tấm nền TFT thì sẽ có hiện tượng vỡ hình hay là giảm chất lượng. Tuy nhiên, ở chiếc Samsung Galaxy M20 này thì gần như điều đó không hề xuất hiện. Chính vì vậy các bạn cứ yên tâm về độ tín của nó. Hơn nữa, màn hình này gọi là màn hình Infinity V do Samsung gọi, hay gọi một cách dân dã hơn đó chính là màn hình giọt nước. Và ở màn hình giọt nước này thì khi các bạn nhìn ở phần camera selfie ở đây này thì sẽ có hai đường chạy hai bên chạy vào giữa ở camera trông khá là đẹp. Đi điểm thứ ba mình muốn đề cập đến đó chính là về phần cấu hình của sản phẩm. Chiếc máy được trang bị con chip Exynos 7904, một chip hoàn toàn mới, cùng với đó là 3GB RAM. Và để đánh giá về con chip Exynos 7904 này thì nó sẽ nằm ở giữa con chip Snapdragon 636 và con chip Snapdragon 660. Và đánh giá chi tiết về con chip này thì các bạn hãy chờ những video đánh giá chi tiết sau nha. Và hệ điều hành của máy là Android 8.1. Và khi chiếc máy mới được công bố mình đang nghĩ nó ít nhất cũng phải là Android 9 cơ. Tuy nhiên thì Android 8.1 cũng được, không sao cả, mặc dù hơi thất vọng một chút. Đi điểm thứ tư là chính về camera của sản phẩm này. Chiếc Galaxy M20 được trang bị hai camera chính, có thông số lần lượt là 13MP khẩu 1.9 và 5MP khẩu 2.2 góc siêu rộng, cùng với đó là camera selfie 8MP. Và mình đã có chụp nhanh qua 3 bức ảnh, các bạn sẽ thấy ngay ở đây thôi. Mình sẽ test chụp đủ sáng này, chụp selfie và xóa thông selfie. Và để đánh giá nhanh về nó thì mình thấy camera của chiếc M20 này khá là tốt, nước ảnh sáng và đầy đủ màu sắc. Và để đánh giá chi tiết hơn thì các bạn hãy chờ những video sau nhé, bởi vì đây chỉ là bài đánh giá nhanh thôi mà. Và điểm cuối cùng mình đề cập đến đó chính là về thời lượng pin của máy. Chiếc Galaxy M20 được trang bị cục pin 5000 mAh, cực kỳ ấn tượng. Và với 5000 mAh thì máy cũng sẽ được trang bị một cục sạc nhanh 15W để hỗ trợ việc sạc cho nó. Và nếu các bạn so sánh nó với những chiếc máy cùng tầm giá khác ấy, thì nó ăn đứt. Và kể cả chiếc Redmi Note 7 đang cực kỳ hot thì cũng chỉ có dung lượng pin là 4000 mAh mà thôi, kém chiếc máy này tận 1000 mAh cơ. Và với 5000 mAh nó cân bằng được với chiếc Asus Mac Pro M2, trong khi chiếc Asus Mac Pro M2 có giá phải khoảng 5,5 triệu cơ, nghĩa là hơn chiếc máy này phải 500.000. Và chính vì vậy về phần pin mình không có gì nói quá nhiều, bởi vì nó thực sự rất là tốt rồi. Và để tổng kết lại thì theo mình sản phẩm này là một sản phẩm hoàn toàn đáng mua với mức giá các bạn bỏ ra. Và chắc chắn với một thương hiệu lớn như là của Samsung thì sẽ rất nhiều người muốn mua nó, là bởi vì thương hiệu tốt này, màn hình tốt và thời lượng pin cực kỳ trâu bò. Và các bạn thấy sao, các bạn mua chiếc Galaxy M20 này không? Hãy comment dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên ấn like, subscribe và bấm chuông cho kênh Relab để nhận được nhiều video mới hơn trong tương lai. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho bọn mình, đừng ngần ngại mà inbox ngay cho fanpage của Relab. Đội ngũ admin của bọn mình sẽ quan trở lại các bạn nhanh nhất có thể. Ok, vậy là video nơi kết thúc rồi. Hẹn gặp em những video sau nha. Bye bye. Ok, hello, chào mừng anh quay trở lại với channel của